Chào các bạn đến với Tarot Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về dự báo tổng quan về công việc cho tháng 9. Thì như mọi khi thì mình sẽ có 3 tụ bài và có một lá bài đại diện cho năng lượng tổng quan của tuần. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng việc sao bài và chia tụ. Thì ở đây mình có là tụ 1, tụ 2, tụ 3 và lá năng lượng tổng quan của tuần. Thì các bạn hãy dành khoảng thời gian là 5 đến 10 giây để chọn cái tụ bài mà các bạn cảm giác phù hợp hoặc là thu hút ánh nhìn nhất. Mình sẽ giải bài sau khoảng thời gian 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải ở tụ 1. Đối với tụ 1 thì chúng ta có lá 6 gậy, The Emperor. Lá năng lượng tổng quan của tuần đó là 1 gậy. Đối với những bạn chọn tụ 1 mà nói về công việc, dự báo công việc cho tháng 9 thì đầu tiên là đối với những bạn mà đi làm công ty hoặc là đi làm ở trong môi trường cố định thì bài mình lên là 6 gậy, Emperor. Thì thường á, cái nhóm bài này nó sẽ liên quan đến việc gọi là có những cái thành quả hoặc là thành công nào đó, hoặc là có một cái tín hiệu nào đó liên quan đến việc gọi là cái mong chờ của bạn, hoặc là cái điều mà các bạn đang hoàn thành hoặc là gần hoàn thành, nó đã có một cái hồi kết hoặc là có một cái thành quả rõ ràng. Cộng thêm đó nữa là lá năng lượng tổng quan của tuần mà là một gậy thì chắc chắn là trong tháng mới này phải có nhiều cái kế hoạch, nhiều cái dự định hoặc là nhiều cái phải làm. Bởi vì mình luôn cảm giác cái một gậy này nó là một cái hình ảnh của một cái người quay đầu qua quay đầu lại, và mình cảm giác cái người này nó rất là bận rộn và có nhiều thứ phải làm. Kèm theo đó nữa là lá Emperor thường đại diện cho những cái dự định, kế hoạch mang tính dài lâu, hoặc là những cái gì mà đã được hoạch định sẵn, hoặc là đã được cân nhắc sẵn, hoặc là theo kiểu giống như là được đề ra mà kiểu giống như là có sự thống nhất, hoặc là có những cái mục tiêu mà đã gọi là cố định và cố gắng đạt được. Và 6 gậy thì thường là một cái lá đại diện cho tín hiệu của thành công, của thành quả, hoặc là những cái gọi là thành công bước đầu, có thể không phải là một cái thành công cuối cùng, một kết quả cuối cùng, nhưng nó lại là một cái thành quả, một cái gì đó mà đạt được trong khoảng thời gian mà bạn vừa qua, hoặc là trong khoảng thời gian xáo trộn vừa rồi có một cái gì đó thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề đó. Kèm theo đó nữa đó là 6 gậy và Emperor thì thường hai cái lá này nó cho mình cảm giác giống như là bạn có một cái khuynh hướng muốn làm một cái gì đó, có thể là các bạn đang có ý định muốn kinh doanh thêm, muốn hợp tác với ai đó, hoặc là muốn làm một cái gì đó. Tức nghĩa là mình không chắc là các bạn ngoài cái việc đi làm chính ra các bạn có muốn làm gì thêm hay không, nhưng mình cảm giác ở trong đây có một cái dự định nào đó nó liên quan đến việc phát triển bản thân, phát triển những cái đang có, giống như cái việc mà người này họ cầm được cái gì đó trên tay của cái người này nè, kiểu giống như là họ nói là bây giờ ta có cái A, bây giờ ta muốn có một cái gì đó B nữa, và cái việc cái B đó có thể là các bạn đang trong khoảng thời gian giống như là tìm ra cách để làm, tìm ra một cái gì đó mà nó liên quan, giống như là các bạn đang có ý định muốn đi học lên, muốn học chuyên ngành, hay là muốn kiểu giống như là muốn đổi hướng đi á, thì mình cảm giác giống như là các bạn đang có một ý định nó rõ ràng rồi, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ là các bạn đang cố gắng sắp xếp hoặc là lựa chọn thời điểm để gọi là thực hiện nó thôi. Còn trong cái môi trường của các bạn trong tháng 9 này, mình cảm giác công việc nó không quá nhiều gọi là biến đổi hoặc là thay đổi, hay là có nhiều vấn đề. Mình chỉ cảm giác là công việc nó giao tới, bạn làm, công việc nó giao tới và bạn làm. Chỉ có điều là mình thấy đôi khi mình thấy các bạn hơi sao nhãng, hoặc là có một cái kiểu giống như là làm việc hơi từ từ thôi. Chứ mình cảm giác trong tháng 9 này đối với những bạn chọn tụ 1 bài lên thì mình thấy khá đẹp. Còn đối với những bạn mà làm tự do hoặc là đang có khuynh hướng là muốn đi tìm công việc á, thì bài này lên là cái hướng đi, cái ý định của các bạn đang làm, mình nghĩ là nó đã hoặc là sẽ có một cái
thành quả trong tháng 9 này, đặc biệt là với A1 và sau vậy thì chắc chắn các bạn phải có một cái, giống như mình nói là một cái con đường rồi, và bây giờ các bạn chỉ băng trên con đường đó thôi, chứ mình cảm thấy các bạn cũng không có muốn lần lựa hoặc là thay đổi hoặc là sẽ làm cái gì thêm ngoài cái con đường đó. Mặc dù mình cảm giác là trong 6 gậy này các bạn vẫn còn ý tưởng hoặc là còn những cái ý kiến hoặc là những cái gọi là suy nghĩ về một cái mảng nào đó, một cái việc gì đó hoặc là một cái hướng nào đó nữa, nhưng mình cảm giác ở đây nó chỉ là tạm thời thôi. Tức nghĩa là đối với cái hướng đi này các bạn vẫn đang đi và các bạn cảm giác à mình ổn với nó nên mình đi. Còn đối với cái hướng mới này mình cảm giác giống như là đây sẽ là cái backup, một cái kế hoạch nào đó phòng hờ, một cái kế hoạch nào đó gọi là thủ thân, và mình cảm giác các bạn cũng đang suy nghĩ về nó hoặc là đang chuẩn bị về nó, chỉ là trong thời điểm hiện tại các bạn tập trung vào cái mảng chính là các bạn đang làm, còn cái mảng phụ này là một cái gì đó gọi là kế hoạch dài lâu hoặc kế hoạch sâu đó nữa, và mình cảm giác các bạn cần phải có thời gian để chuẩn bị cái tiềm lực, chứ mình cảm giác ở thời điểm hiện tại các bạn chưa đủ mạnh hoặc là chưa đủ tiềm năng. Còn đối với những bạn mà đang có khuynh hướng đi tìm công việc á, thì bài này lên là chắc chắn trong tháng 9 này sẽ có nhiều cơ hội và có thể là có nhiều cuộc hẹn. Tuy nhiên mà mình cảm giác các bạn cần phải cân nhắc kỹ cái việc mà các bạn phù hợp với cái nào. Bởi vì mình vẫn cảm giác ở đây các bạn một là đang mất định hướng, hai là đang có khuynh hướng là đứng nhưng mà nhìn nhiều ngã và chưa biết bản thân phù hợp với ngã nào hoặc là năng lực đáp ứng được ở cái hướng đi nào. Thì đó là cái thông tin mà mình thấy được ở tụ 1. Mình sẽ chuyển sang tụ số 2. Đối với tụ số 2 chúng ta có vua tiền, chính kiếm và một gậy. Đối với những bạn chọn tụ 2 thì cái môi trường công việc tháng 9 của các bạn đi làm cố định á, mình cảm giác nó hơi xô bồ một tí. Ở đây xô bồ nó bao gồm hai mảng. Một đó là xô bồ ở đây nó bao gồm hai mảng. Một đó là những cái gì nó liên quan đến gọi là công việc còn tồn động trong tháng trước, tháng này chắc chắn bắt buộc phải giải quyết xong hoặc là có một câu trả lời rõ ràng. Bởi vì chính kiếm ở đây cộng với một gậy mình, nó cho mình cảm giác giống như là cái cũ chưa xong thì cái mới lại tới, và mình cảm giác cái tâm lý, cái tâm trạng hoặc là cái quan điểm với thái độ làm việc của các bạn á, giống như là thôi kệ nó cứ tới đâu thì tới, hoặc là tạm thời đối với những cái gì nó đang xảy ra, nghĩa là đối với những công việc đang trì trệ, đang diễn ra, hoặc là đối với cái tình hình, cái cách làm việc của cái chỗ này, mình cảm giác giống như là các bạn tự thấy là nếu dù các bạn có cố gắng thúc đẩy đi chăng nữa thì các bạn vẫn cảm giác không, nó không có một cái gì tiến triển hoặc là có thể khác đi được, nên các bạn cảm giác giống như là thôi người ta nhảy từ từ thì mình cũng nhảy từ từ, việc gì mình phải gọi là cố gắng hết sức bản thân mình. Thêm một cái nữa đó là mình cảm giác đó là trong các bạn cái chọn cái nơi mà đang làm việc này nè, nó chỉ là một cái bến đỗ tạm thời chứ không phải là một cái chân trời mà để các bạn dừng lại, và các bạn giống như con chim ở đây các bạn muốn bay đi, các bạn muốn đi tìm một cái hướng đi mới, chỉ là mình cảm giác tạm thời ở thời điểm hiện tại, ngay ở thời điểm hiện tại mình còn chưa thấy các bạn muốn bay đi hướng nào. Tức nghĩa là cái ý nghĩ về việc bay đi là đã có, chỉ là cái hướng bay đi có thể là chưa đến lúc hoặc là các bạn đang chờ một thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra nữa là trong thời gian tới này mình cảm giác ở chỗ các bạn đang làm nó sẽ có mình gọi là một là có người mới, hai là có người cũ đã đi, tức nghĩa là sẽ có một cái sự xáo trộn về nhân sự nội bộ trong đây. Mặc dù mình cảm giác là cái môi trường của cái chỗ làm hiện tại này xét về tổng quan á thì mình cảm giác nó cũng có một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chí mình cảm giác nó tương đối ổn, tức nghĩa là không phải là một cái môi trường quá tốt, nhưng so với những cái môi trường khác mình nghĩ nó không tệ, chỉ là mình cảm giác nó hơi rườm rà, nó hơi quy tắc, mà cái quy tắc này nó lại hơi kiểu giống như là chồng chất hoặc là đè lên nhau và nó không có quá rõ ràng và nó hay thay đổi giữa những cái khoảng thời điểm khác nhau, nên nó làm cho cái người trong cuộc cảm giác không thích. Còn đối với những bạn đi làm tự do, kinh doanh tự do thì bài này lên là trong thời điểm sắp tới thì cái việc kinh doanh của bạn mình cảm giác nó có hai chiều hướng. Chiều hướng đầu tiên đó là tăng lên, tức nghĩa là trong khoảng thời gian vừa qua nếu mà các bạn đã có một cái thành quả nào đó giống như cái vị vua tiền ở đây á, các bạn đã kinh doanh thắng lợi hoặc là đã buôn bán hoặc là đã khởi nghiệp hoặc là đã làm một cái gì đó mà nó có thành quả rõ ràng, thì cái mà các bạn đang muốn làm tiếp nữa đó là một cái gì đó mới hơn. Các bạn muốn giống như là dùng cái tiền, cái thành quả mà các bạn kiếm ra để các bạn làm một cái gì đó khác nữa. Và cái khác này là một cái mà mình cảm giác giống như là tạm thời tại thời điểm đó hoặc là cái thời điểm nào đó ở thời bây giờ là các bạn cảm giác muốn làm, hoặc là nó đang giống như là hút khách, nó đang có nhiều cơ hội nên mình cảm giác các bạn muốn bay vào thử, hoặc là các bạn muốn thử sức ở một cái mảng đó. Nhưng đối với cái bài này lên chính kiếm thì nó giống như là cái kiểu giống như là ăn được một lần rồi thôi. Tức nghĩa là nếu mà các bạn bán hàng mà theo kiểu mà giống như mình vừa nói là chạy theo gọi là thị trường á, thì các bạn cần phải cân nhắc lại
hoặc là các bạn bỏ vốn vào nó bao nhiêu, cái sức mạnh về tài chính của các bạn nhiều hay ít, và các bạn có muốn gắn bó với nó hay không. Bởi vì chính kiếm ở đây mình nói rồi, nó giống như một cái cơn sóng, khi mà sóng nó đến tức nghĩa là khi mà có nhu cầu về thị trường thì người ta sẽ nhào vào, người ta mua, nhưng mà khi mà hết rồi có thể bạn sẽ là người bị kẹt lại. Còn đối với những bạn mà đang có nhu cầu đi tìm công việc, hoặc là đang có định hướng muốn tìm công việc mới, thì bài này lên là tạm thời sẽ chưa có trong tháng này, mặc dù cơ hội là có, nhưng mình cảm giác những cái lá này nó thiên về việc gọi là các bạn chưa có một cái gọi là động thái, một cái gì đó nó mới. Còn nếu bạn mà đã nộp đơn, đang chờ tin tức, thì bạn lên chắc chắn trong tháng 9 này sẽ có tin tức, chỉ là các bạn có muốn làm ở chỗ này không, hay là các bạn muốn chọn một cơ hội khác. Thì đó là cái thông tin mà mình thấy được ở cái tủ số 2. Mình sẽ chuyển sang tủ số 3. Đối với tủ số 3 thì chúng ta có lá vua gậy và lá kỵ sĩ kiếm đi với một gậy. Thì đối với mình, cái tủ 3 này, các bạn đi làm công ty hoặc là giờ giấc ổn định thì bài này lên đó là trong tháng 9 này các bạn sẽ có, không hẳn gọi là có, nhưng mà kiểu giống như là sẽ có một vài cái vấn đề nó liên quan đến việc gọi là định hướng hoặc là phát triển, hoặc là có một cái sự hội họp nào đó lại. Bởi vì vua gậy và kỵ sĩ kiếm thì chắc chắn là trong cái team làm việc của các bạn phải có một cái sự thay đổi, hoặc là có một cái chiến lược, một cái định hướng, một cái gì đó mới khác so với ban đầu là một. Thứ hai nữa là các bạn là vua gậy, các bạn có đang có định hướng, hoặc là kiểu giống như là các bạn có đang cảm giác không hài lòng hoặc là không ưng ai đó trong cái môi trường làm việc của các bạn hay không. Bởi vì cái người này giống như là họ không tạo ra một cái môi trường quá thuận lợi cho các bạn, mà các bạn chỉ cảm giác giống như là mình đi với họ bởi vì họ là đồng nghiệp, bởi vì họ là cấp trên, hoặc là bởi vì cái môi trường này nó cho bạn kinh nghiệm. Bởi vì mình vẫn cảm giác những bạn chọn tủ 3 còn có cái năng lượng còn hơi ít, hơi trẻ, mặc dù kinh nghiệm hoặc là những cái gì của các bạn giống như là nó ở mức gọi là đủ, hoặc là đáp ứng được cái công việc, đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng cái mà mình cảm giác giống như là cái định hướng bên trong, cái sự phát triển về lâu về dài mới là cái các bạn quan trọng. Chỉ là cái bến đổ này nó giống như là một cái nơi để các bạn thử sức, các bạn trải nghiệm. Rồi sau đó khi các bạn cảm giác đủ lông đủ cánh thì các bạn sẽ bay đi. Nhưng mà mình cảm giác giống như là cái chiều sâu hoặc là cái kiến thức mà để các bạn làm, hoặc những cái gì nó liên quan đến gọi là nghiệp vụ á, thì mình cảm giác thật sự các bạn nắm ở mức đủ chứ không phải là mạnh. Và cái định hướng phát triển của các bạn chưa hẳn là nằm ở cái mảng này, cái mảng mà các bạn đang làm, mà có thể là ở một cái mảng nào đó khác, hoặc là các bạn đang có hứng thú ở một cái môi trường mới, một cái mảng mới, hoặc là một cái vị trí mới, và các bạn đang muốn thử sức. Tức nghĩa là nếu mà công ty của các bạn đang có khuynh hướng là mở một cái vị trí ứng tuyển cho nhân viên trong nội bộ công ty, thì các bạn đang có khuynh hướng muốn xin qua nè, muốn tìm cơ hội mới nè, hoặc là nếu mà các bạn muốn chuyển được chỗ làm hoặc là đổi chỗ làm, thì bài này lên chắc chắn trong tháng 9 này sẽ có cơ hội cho các bạn, và các bạn có thể đi được. Vấn đề nằm ở chỗ đó là kỵ sĩ kiếm thì thường nó mang tính gọi là nhanh, nóng, vội, thì các bạn nên cân nhắc lại giữa cái môi trường cũ của các bạn đang có là kinh quan với cái môi trường mới là ai quan. Một là cái nơi mà các bạn có những cái nền tảng, có những cái gì sự chắc chắn đã xây dựng rồi. Hai là các bạn qua một cái môi trường mới, các bạn được tung bay, được thỏa sức, được làm những cái các bạn thích. Nhưng các bạn phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc là các bạn phải làm ở một cái môi trường mà cái công việc cũ của các bạn, cái kinh nghiệm cũ của các bạn, cái nghề nghiệp cũ của các bạn nó không ủng hộ nhiều lắm, hoặc nó không có gắn kết nhiều lắm với công việc mới. Ngoài ra nữa, mình cảm giác có thể là các bạn đang có một cái suy nghĩ năm ăn năm thua giữa việc là đổi hay là không đổi về một cái công việc nào đó, một cái vị trí gì đó, hoặc là một cái vấn đề nào đó mà các bạn muốn nói ra hoặc là muốn làm. Đối với những bạn kinh doanh tự do hoặc là làm tự do, thì bài này lên trong khoảng thời gian tới, mình thấy các bạn có một cái sự liều lĩnh, một cái gì đó nó mang tính gọi là muốn thử sức, muốn làm. Và mình cảm giác giống như là các bạn làm bởi vì các bạn nghĩ là hoặc là tin là hoặc là muốn chứng minh được các bạn có thể làm được một cái gì đó, và các bạn sẽ cố gắng làm bằng mọi cách, hoặc là thể hiện cái quan điểm đó ra để các bạn có thể gọi là làm nó một cách gọi là bài bản và quy mô hơn. Ngoài ra, cái định hướng của các bạn mình cảm giác giống như là lúc này chỉ tập trung hoặc là focus vào một cái điểm hoặc là một cái vấn đề thôi. Mình cảm giác các bạn không muốn bay lan man nữa, và mình cảm giác các bạn muốn tạo nên một cái xu thế hoặc là một cái gì đó nó mang tính ổn định. Bên cạnh đó, mình cảm giác các bạn vẫn có muốn đi tìm một cái gì đó gọi là cái thương hiệu, hoặc là muốn xây dựng một cái gì đó nó mang tính gọi là cho cá nhân các bạn, hoặc là một cái hình ảnh nó mang tính cố định về các bạn để người ta hiểu được các bạn là ai, các bạn là gì. Và mình thấy cái hướng đi mới này là một cái hướng đi tuy nó mạo hiểm, nhưng mà mình cảm giác với cái sức của các bạn là vua gậy và một gậy, thì mình cảm giác thời gian tới nó sẽ thuận lợi, bởi vì hai cái lá này rất là tốt về mặt công việc. Thì đó là cái thông điệp mà mình thấy được ở cái tủ số 3 này. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nhớ đăng ký để giúp mình phát triển kênh Tarot Channel, và hẹn gặp lại các bạn trong khoảng thời gian tới.